Rồi nó nhảy xuống rồi. Nhảy nào? Nhảy đây nè. À! Nhảy nào? Dính. Các bạn ơi, thiệt khổ lắm mình đã bắt được một con. Trời. Mình thả 10 con mình đã bắt lỡ được 3 con. Con thứ 3. Này giống trò chơi vậy đó. Phải hết 10 con rồi. Ơi là trời. Cái này bắt được con thứ 3. Dạ, rảnh rảnh thả 5 triệu bay phấp phới rồi đi chụp ra chơi. Giờ phải đi săn tiếp. Đi săn rồng tiếp thôi.